Tối 29 tháng 9 tại sân vận động huyện Trạm Tấu, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái phối hợp với Báo Pháp Luật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Hương Việt đã tổ chức khai mạc giải leo núi Bước chân trên mây, chinh phục đỉnh Ta Chi Nhù và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu năm 2023. Đây là lần đầu tiên giải leo núi được tổ chức với sự tham gia của 100 vận động viên là phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí trên cả nước cùng nhiều khách mời tham gia trải nghiệm. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, trưởng ban tổ chức giải mong muốn giải leo núi Bước chân trên mây chinh phục đỉnh Ta Chi Nhù sẽ góp phần xây dựng nền tảng phát triển du lịch của huyện. Thông qua giải leo núi này, huyện Trạm Tấu kỳ vọng và tin tưởng đây là một sự khởi đầu, là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển du lịch với chủ đề Trạm Tấu điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao tặng kỷ niệm chương cho các vận động viên tham dự giải và cùng thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc của 11 dân tộc anh em trên địa bàn huyện. Trước đó, trong buổi sáng ngày 29 tháng 9, các vận động viên đã di chuyển từ Hà Nội lên Trạm Tấu. Buổi chiều cùng ngày, các vận động viên đã có mặt tại huyện Trạm Tấu để nhận quần áo, số báo danh và được ban tổ chức phổ biến luật thi đấu của giải cùng những lưu ý về cách giữ gìn sức khỏe khi leo núi. Mình rất là bất ngờ và cũng lâu lắm rồi thì trong nhà báo hội báo chí cho mình có một cái chương trình nó rất là ý nghĩa và đặc biệt thế này. Thì cái cảm xúc đầu tiên là vui và hạnh phúc. Cảm xúc thứ hai là cũng sẽ cố gắng hết sức cùng với tất cả anh em để tạo lên cái giải đấu thành công và công bằng. Mình chưa leo Ta Chi Nhù, mình chỉ mới nhìn trên ảnh thôi. Thì trên các group thì mình có tìm hiểu qua thì trên đỉnh Ta Chi Nhù đang có mùa hoa chi po rất là đẹp. Cũng như là ở địa phương thì có đặc sản là suối khoáng nóng. Thì nói chung đến đây mình cảm thấy rất là háo hức. Đây là những cái gọi là đặc trưng, đặc sắc của địa phương rất là đẹp, rất là đặc sắc. Và mình tin rằng bất cứ ai đến với Trạm Tấu, đến với Yên Bái thì mọi người cũng đều cảm nhận được cái vẻ đẹp mà ở nơi đây ạ. Ngày mai, ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, các vận động viên sẽ phải vượt qua cung đường với cự ly khoảng 10 km đường đồi núi. Điểm xuất phát từ chân núi thuộc tròm Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Điểm đích là đỉnh Ta Chi Nhù với độ cao 2.979m so với mực nước biển. Điểm nhấn trên cung đường leo núi, các vận động viên sẽ đi qua các cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ theo từng độ cao, từ rừng già nguyên sinh xuyên rừng tán thấp, đồng cỏ đến cánh đồng hoa chi pâu tím, đến lưng chừng núi nơi đàn ngựa dê của người dân bản địa thả rong cặm cỏ, và cuối cùng là bước chân tới đỉnh Ta Chi Nhù, nơi các vận động viên có thể chạm được vào mây, như đúng với tên của giải là Bước chân trên mây. Về cơ cấu giải, giải leo núi Bước chân trên mây có tổng giá trị hơn 150 triệu đồng, trong đó có hai bộ giải thưởng cá nhân dành cho vận động viên nam và vận động viên nữ, mỗi giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng. Hai giải dành cho nam nữ vận động viên cao tuổi nhất tham gia cùng nhiều phần thưởng có giá trị khác.